biệt rồi các bạn ơi. Đây là các con tàu đánh bắt hải sản. Ôi mình làm sao mình cảm giác là mình rất là có duyên với biển á. Người ta nướng mực thơm quá. Không nhong. Người thợ lành nghề. Cắt đồng mà vẫn dãy kìa. Cả cắt đồng mà vẫn dãy. Chứ bố lê, thầy gái bố chú chú bà. Bố chú nà lê ra, chú bà ra. Chú bà ra, chú bà ra, chú bà ra. Chúng ta đi ra, ô tô mày hay bà mà nà ta ta.이름 얼마입니까? 가짜 안 보냈지? Đông quá các bạn. Ủa,
Thank you.